Hello mọi người nha. Hôm nay lại chiều nay lại trời mưa nữa nè mọi người. Đang hối hồi rồi luôn. Đây, dấu tích mưa đây, chắc giờ nó khô quá. Chưa. Đây mọi người thấy không? Nó còn ướt nè mọi người. Nè cái bàn này còn ướt nè thấy không? Vườn rau nè mọi người, trời mưa đen thui luôn, cực kỳ đen thui hừ rồi luôn. Đi qua đây nha. Đen thui hừ luôn đó mọi người. Nam đang ship đồ. Nam bây giờ là không còn ở cái phòng đó nữa. Bây giờ Nam định cư rất là nhiều nơi. Vô gia cư đó mọi người. Vô gia cư. Vô gia cư home. Rất là nhiều chỗ ngủ luôn. Bây giờ có chuyện gì Nam sẽ quay cho mọi người xem nha. Chắc vlog này chắc tới Noel Nam mới post lên cho mọi người xem.